Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 119. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giường mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ồ, chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa như thể vui mừng về của cải hiếm hiểm. Tôi sẽ suy gẫm về giường mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa sả, hay lầm lạc các điều răn Chúa. Xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh dễ, vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, song tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giường mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa. Linh hồn tôi vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ. Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin hãy giang xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Tôi chiếu mến các chứng cớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó. Xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chứ đừng hướng về sự tham lam. Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi tớ Chúa, tức là kẻ kính sợ Chúa. Xin hãy cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ sệt, vì mạng lệnh Chúa là tốt lành. Kìa, tôi mong ước các giường mối Chúa. Xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến cùng tôi, tức là sự cứu rỗi của Ngài tùy lời phán Ngài. Vậy, tôi sẽ có thế đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi, vì tôi tin cậy nơi lời Chúa. Xin chớ cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi, vì tôi trông cậy nơi mạng lệnh Chúa. Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Tôi cũng sẽ bước đi thong dong vì đã tìm kiếm các giường mối Chúa, cũng sẽ nói về chứng cớ Chúa trước mặt các vua không phải mất cỡ chút nào. Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa là điều răn tôi yêu mến. Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến,
và suy gẫm các luật lệ Chúa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa, vì Chúa khiến tôi trông cậy. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật pháp Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng lệnh Ngài khi xưa nên tôi được an ủi. Nhưng vì kẻ ác bỏ luật pháp Chúa, cơn giận nóng nảy hãm bắt tôi. Các luật lệ Chúa làm bài hát tôi tại nhà tôi ở làm khách lạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài, cũng gìn giữ luật pháp Ngài. Phần tôi đã được là vì tôi có gìn giữ các giềng mối Chúa. Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa. Xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. Tôi tư tưởng về đường lối tôi, bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa. Tôi lật đật, không chậm trễ mà gìn giữ các điều răn Chúa. Dây kẻ ác đã vương vấn tôi, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Nhưng vì các mạng lệnh công bình của Chúa, tôi sẽ thức dậy giữa đêm đặng cảm tạ Chúa. Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa và của mọi kẻ giữ theo các giường mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy sự nhân từ Ngài. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi kẻ tôi tớ Ngài tùy theo lời của Ngài. Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa. Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Chúa là thiện và hay làm lành. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi. Tôi sẽ hết lòng gìn giữ giềng mối của Chúa. Lòng chúng nó dày như mỡ, còn tôi ưa thích luật pháp của Chúa. Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi. Xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn Chúa. Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ vì tôi trông cậy lời của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn. Chúa ơi, nguyện sự nhân từ Chúa an ủi tôi, y như Chúa đã phán cùng kẻ tôi tớ Chúa. Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng tôi để tôi được sống, vì luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi. Song tôi sẽ suy gẫm các giềng mối Chúa. Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại cùng tôi, thì họ sẽ biết chứng cớ của Chúa. Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa, song tôi trông cậy lời của Chúa. Mắt tôi hao mòn vì mong ước lời Chúa. Tôi nói, bao giờ Chúa sẽ an ủi tôi? Vì tôi trở thành như bầu da bị khói đóng đen, nhưng tôi không quên các luật lệ Chúa. Số các ngày kẻ tôi tới Chúa được bao nhiêu? Chừng nào Chúa sẽ đoán xét những kẻ bắt bớ tôi? Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại tôi, là việc chẳng làm theo luật pháp của Chúa. Các điều răn Chúa là thành tín. Thiên hạ dùng sự giả dối bắt bớ tôi. Xin Chúa giúp đỡ tôi. Thiếu điều chúng nó diệt tôi khỏi mặt đất, nhưng tôi không lìa bỏ các giềng mối Chúa. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo sự nhân từ Chúa, thì tôi sẽ gìn giữ chứng cớ của miệng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay, vì muôn vật đều hầu việc Chúa. Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các giềng mối Chúa. Những kẻ ác rình giết tôi, nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa. Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn.
song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, chọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các giường mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xây bỏ mạng lệnh Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ giường mối Chúa tôi được sự thông sáng, vì vậy tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Đức Giê-hô-va ơi, tôi bị khổ nạn quá đỗi, xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc ý của miệng tôi và dạy dỗ tôi các mạng lệnh Ngài. Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi, song tôi không lìa bỏ giường mối Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng. Tôi ghét những kẻ hai lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta. Xin Chúa nâng đỡ tôi tùy lời của Chúa, hầu cho tôi được sống. Chớ để tôi bị hổ thẹn về sự trông cậy tôi. Xin hãy nâng đỡ tôi thì tôi sẽ được bình an vô sự, cũng thường thường chăm chỉ về các luật lệ của Chúa. Chúa từ chối những kẻ lầm lạc luật lệ Chúa, vì mưu trước chúng nó chỉ là sự giả dối mà thôi. Chúa cất bỏ kẻ ác khỏi thế gian như xác bã, nhưng đó tôi yêu mến các chứng cớ của Chúa. Thì tôi rỡn ốc vì sợ hãi Chúa, cũng sợ sự đoán xét của Chúa. Tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình, chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi. Xin Chúa làm đấng bảo lãnh cho kẻ tôi tớ Chúa được phước, chớ để kẻ kiêu ngạo hà hiếp tôi. Mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi và lời công bình của Chúa. Xin hãy đãi kẻ tôi tớ Chúa theo sự nhân từ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Tôi là kẻ tôi tớ Chúa, xin hãy ban cho tôi sự thông sáng để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa. Phải thì cho Đức Giê-hô-va làm, vì loài người đã phế luật pháp Ngài. Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy tôi xem các giường mối Chúa về muôn vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Chứng cớ Chúa thật lạ lùng, cho nên lòng tôi giữ lấy. Sự bày giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Tôi mở miệng ra thở vì rất mong ước các điều răn Chúa. Xin Chúa hãy xây lại cùng tôi và thương xót tôi, y như thoái thường Chúa đối cùng người yêu mến danh Chúa. Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà hiếp của loài người, thì tôi sẽ giữ theo các giường mối Chúa. Xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Những suối lệ chảy từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình, sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng. Chúa lấy sự công bình, sự thành tín mà truyền ra chứng cớ của Chúa. Sự sốt sắng tiêu hao tôi vì kẻ hà hiếp tôi đã quên lời Chúa. Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tới Chúa yêu mến lời ấy. Tôi nhỏ hèn, bị khinh dễ, nhưng không quên các giường mối Chúa. Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời, luật pháp Chúa là chân thật. Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi, dầu vậy các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu thì tôi sẽ được sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài, xin hãy đáp lại tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. Tôi đã kêu cầu Chúa, xin hãy cứu tôi, thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu,
tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra đặng suy gẫm lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi, hãy khiến tôi được sống tùy mạng lệnh Ngài. Những kẻ đeo đuổi sự dữ đến gần, chúng nó cách xa luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Xin hãy xem nỗi khổ nạn tôi và giải cứu tôi, vì tôi không quên luật pháp của Chúa. Xin hãy binh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi, cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn. Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài. Kẻ bắt bớ và kẻ hà hiếp tôi thật nhiều lắm, nhưng tôi không xây bỏ chứng cớ Chúa. Tôi thấy kẻ gian tà bèn gớm ghiếc chúng nó, vì chúng nó không giữ lời Chúa. Xin hãy xem tôi yêu mến giềng mối Chúa dường bao. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhân từ Ngài. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật, các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Những vua Chúa đã bắt bớ tôi vô cớ, song lòng tôi kính sợ lời Chúa. Tôi vui vẻ về lời Chúa khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp Chúa. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài và làm theo các điều răn Ngài. Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa, tôi yêu mến chứng cớ ấy nhiều lắm. Tôi có gìn giữ giềng mối và chứng cớ Chúa, bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo lời Chúa. Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa, vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa. Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, vì hết thảy điều răn Chúa là công bình. Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi, vì tôi chọn các giường mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện linh hồn tôi được sống thì nó sẽ ngợi khen Chúa. Nguyện mạng lệnh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi siêu lạc khác nào con chiên mất. Xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Chúa. Thư Philip chương 3. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã có sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng có hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.
mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong cái chết. Ấy không phải tôi đã vượt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy hầu cho vượt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ vượt lấy rồi. Hỏi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Hỏi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Chương 4. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhưng hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Coleman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nếp nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-sa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-su Christ ở trong lòng anh em. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-su Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-su Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.